Hello, everyone, chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Hữu Sự và mình xin trình bày hôm nay là thiết kế bộ lọc thông cao. Thì trong ứng dụng trong rất nhiều cái ngành điện tử thì bộ lọc thông cao có vai trò vừa khuếch đại tín hiệu vừa lọc nhiễu. Như vậy, bộ lọc thông cao nó giải quyết những vấn đề gì cho chúng ta? Và nó là như thế nào thì chúng ta cùng vào tìm hiểu nào. Giả sử cho tần số các là FC đúng không? Thì mạch thông cao được thiết kế cho tất cả các tần số có giá trị lớn hơn tần số FKQ3. Vậy thì các tần số nhỏ hơn FK thì như thế nào? Đúng không? Thì nó sẽ bị triệt tiêu. Đúng không? Bây giờ ta hãy mô phỏng trên Proteus ta lấy các linh kiện sau đây: UB07C, ta lấy điện trở, ta lấy tụ, ok, ta đã xong. Bây giờ ta hãy cùng lấy cái linh kiện ra nhé, tụ có hai con đây chưa, bạn nối vào chân số 3 của con UB07C. Các bạn làm theo mình nhé, vì là mình quay trong đêm khuya, mình hướng dẫn các bạn trong đêm khuya cho nên mình không dám nói to thì sợ làm thức giấc con của mình đang ngủ nhỉ. Đây, các bạn kích vào cái dấu này để lấy nguồn. Nếu mình hướng dẫn cho các bạn mà các bạn ngay từ các bạn chưa biết cũng có thể làm được. Mình không hướng dẫn cho những người đã biết rồi, hoặc là những người biết sơ sơ mà cũng làm nhưng mà mình đã thông thuộc rồi. Thì tại vì sao các bạn nối cái trở này? Tại vì sao các bạn? Thì là mặt pin phân đúng không? Cho nên mình phải lấy ra trên trở. Bây giờ ta lấy ra trên trở này. Lấy ra trên trở, ok chưa? Bây giờ tiếp theo là ta nối con trở R3 và R4. Cái R3 này thì nó nối với đất. Cái R4 thì nó nối với đất chứ. Còn R3 lại nối với chân số 2. Nghe chưa? Rồi, mình đã xong. Và bây giờ là mình chỉ việc làm sao nhỉ? Quên, mình chưa cấp nguồn cho nó đúng không? Nếu cấp nguồn đó thì không được rồi. Mình phải cấp nguồn DC.
một chiều cho nó, đúng không? Khi cấp nguồn bạn nháy vào đây, bạn bấm vào đây, bạn để trỏ chuột vào đây, bạn nháy hai lần, nháy phải chuột cộng 15 môn. Ở vị trí này các bạn để trừ 15 vô, được chưa? Ok chưa? Rồi, ok. Chúng ta đã cơ bản là chúng ta đã hoàn thành xong cái mặt cơ bản của nó rồi. Bây giờ việc còn lại là gì? Việc còn lại là chúng ta phải tính toán tần số cắt ra sao để mà thực hiện. Ở đây các bạn cho nháy phải chuột cho tôi. Các bạn chọn 1K. Tương tự cái này các bạn cũng nháy phải chuột. Các bạn chọn 2.7K. Cái này các bạn chọn 39K. Đúng không? 39K. Ở đây các bạn đã cái tủ này các bạn chọn là 100 nanofarad. Được chưa? Cái tủ này các bạn chọn là bao nhiêu nhỉ? Các bạn chọn là 47 nanofarad nhé. Trong thực tế thì các bạn nó có tủ. Còn cái trở trên này, cái trở lấy ra này, cái trở lấy ra là nó 56K nha các bạn. Giá trị nó là 56K, ok chưa? Rồi, về cơ bản là mình đã hoàn thành xong một cái mặt. Cơ bản là mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn. Bây giờ ta tính đây này, vì đêm tối mình không có to được. Ta thấy là đây là cái sơ đồ nguyên lý. Mặt lọc thông cao. Bớt tơ quốc bậc hai đúng không? Bậc hai với hai mắt. C lọc đó là mắt nào nào, đó là mắt gì? R1 C1 là R2 C2 đúng không? Hai mắt lọc đó thì tại đây ta có cái điều gì nào, tại đây ta có cái điều như thế này. Tần số cắt của mạch lọc thông cao tần số cắt của nó là gì? FC bằng 1 trên cho 2 nhân cho 3,14 1 nhân cho tại đây nó có giá trị căn này các bạn, chuột mình có vấn đề như thế nào? Đây. Để mình lấy số cho nó dễ nhìn nha. Đấy, tần số cắt của mạch lọc thông cao là 2 nhân cho B nhân cho C1 nhân cho R1 nhân cho C2 nhân cho R2, được chưa các bạn? Bằng bằng gì nào?
Bạn sau khi các bạn thay số vào, nó sẽ được là 50 ha. Đây này, đây nhá, các bạn thay này, C1, R1, C1, C2 này, R1, R1 này, đây là R1 này, R2 là cái giấy mình mô tả ở đây, nhưng mà C2, R1, C1, R2, C2, C2, đúng rồi. Đúng rồi. Các bạn có biết cách đổi chưa? Bạn nào đã biết cách đổi ra từ nanomet ra sang từ nanofarad ra farad chưa? Bạn nào còn nhớ không? Đó là sau khi mà thôi cái này để mình nói sau khi các bạn tự chuyển đổi giùm nhé. Tiếp theo là tín hiệu đưa vào hệ số lập của nó. Hệ số lập của nó thì ta sẽ có là k sẽ bằng 1 cộng với R2 thêm cho R3. Mà trong sơ đồ của mình có đúng là R2 thêm R3 không? Trong sơ đồ của mình nó là R3 trên R4, nhầm, R3 chia cho R4, được chưa? Các bạn tính ra nó được 1,37, tính giúp mình nhé. Rồi ok, thì bây giờ ta hãy làm trường hợp 1, ta thử nghiệm trường hợp 1. Trường hợp 1 là ta đưa tín hiệu vào với tần số nhỏ hơn tần số, nhỏ hơn tần số với tần số là 20 hàm nhé. Ta đưa tín hiệu vào nhỏ hơn tần số cắt là 20 Hz chẳng hạn. Khi các bạn đưa vào 20 Hz thì cắt như thế nào? Đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà lấy xung sim cho nó. Đây, các bạn kích vào mục này, được chưa? Các bạn chọn sim, các bạn nhấp nhấp ra đây, được chưa? Nối vào, ok. Các bạn để con trỏ chuột này nháy phải chuột 2 lần này. 1 2, đấy, đổi. Ở đây là số vôn thì ta điền là 15 V đi, được chưa? Biên độ ta chạy đặt là 5 nhá. Tần số thì thằng này nó vừa nói rồi, 20 Hz, đúng không? Ta đưa vào biên độ nhỏ hơn thì nó chạy như thế nào? Nách nhá. Đúng rồi, mình chưa đặt cái oscillo. Muốn đặt oscillo bạn kích vào một biểu tượng này. Ở đây có oscillo, chọn oscillo này, lấy nó ra này, từ từ lấy nó ra này, được chưa? Bạn nối pin bất kỳ thành A, sau đó bạn nối C vào đây cũng được, C vào đầu ra cũng được, hoặc bạn nối B vào đầu ra cũng được, như nhau thôi. Nhưng ở đây để mình nó đẹp thì mình nối đầu ra với kênh D đi, được chưa? Rồi, bây giờ ta cho chạy nhé. Ta chỉnh lại tần số nè. Đấy. Trường hợp này nhắn nó như thế nào? Tín hiệu mà khi cho qua bộ lọc thông cao với tần số nhỏ hơn tần số cắt thì tín hiệu đầu ra bé hơn rất nhiều so với tín hiệu đầu vào và có thể bị triệt tiêu. Đúng không? Ta rút kết trong cái luận này, so sánh này. F cắt bằng 5 Hz lớn hơn tần số đưa
vào bằng 20 mét. Cho nên ta suy ra được một điều là tín hiệu hiệu này khi qua lọc thông cao sẽ bé hơn rất nhiều so với tín hiệu vào. Và có thể bị triệt tiêu. Ok chưa? Còn khi ta đưa vào với tín hiệu, trường hợp thứ hai ta như thế nào? Trường hợp hai là ta đưa vào với tín hiệu vào lớn hơn tần số cạnh là chẳng hạn như là 200 Hz nha, 200 Hz đúng không? Thì ta dự đoán được điều gì nào? Ta dự đoán được điều gì? Là ta so sánh FC bằng 50 Hz. Mà lọc thông này là lọc thông cao đúng không? Cái này vì lọc thông cao đúng không? Đây là tần số đưa vào bằng 200 Hz vì là lọc thông cao. Cho nên sao? Cho nên tín hiệu này sẽ tín hiệu ra nó sẽ lên như thế nào? Nó sẽ lớn hơn tần số cắt. Vì cái tín hiệu này nó lớn hơn tần số cắt cho nên tín hiệu ra lớn gần bằng tín hiệu vào nhưng giảm đi 3 dB. Giảm đi 3 dB đúng không? Rồi, ok chưa? Ta có hai trường hợp như vậy. Và bây giờ ta thay đổi. Ta vừa rồi ta thực hiện trường hợp thứ nhất nhé. Còn bây giờ là thực hiện trường hợp thứ hai. Ta nhấy nút chuột vào. Thôi, cho mình thấy. Nhấy nút chuột vào. Ta cho nó là 200. Ok chưa? Bây giờ ta cho chạy. Các bạn nhấy phải chuột vào Oxido, chọn Digital Oxido. Đấy, các bạn thấy không? Tín hiệu ra nó gần bằng so với tín hiệu vào. Ok chưa? Nhưng mà nó giảm đi 3 dB đi. Đúng không? Không, nó tăng lên 3 dB. Mình nói nhầm. Nó tăng lên 3 dB, không phải là giảm đi 3 dB. Tăng lên. Ok chưa? Như thế thì mình vừa trình bày cho các bạn thiết kế cái bộ lọc thông cao này. Và mình mong là tất cả các bạn đều làm được. Tất cả các bạn đều ứng dụng một cái mạch lọc thông cao này trong cuộc sống, trong thiết kế mạch, trong những cái tín hiệu để lọc nhiễu, trong cái tín hiệu y tế, trong cái tín hiệu ô tô, vân vân. Và mình xin kết thúc bài giảng tại đây.